Những ảnh hưởng do khói bụi cháy rừng ở Indonesia vẫn đang khiến cho chỉ số ô nhiễm không khí tại các tỉnh và thành phố ở quốc gia này không ngừng tăng lên, gây xáo trộn cho cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong nước cũng như là toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Hiện tại các nhà chức trách Indonesia đang phải nỗ lực hết mình để ngăn chặn ảnh hưởng của khói bụi cũng như là những áp lực từ những lời chỉ trích đến từ các nước láng giềng. Trong những tuần gần đây, theo số liệu thống kê từ Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore về chỉ số PSI, được đăng hàng giờ trên website cho thấy, mức độ ô nhiễm của Indonesia ngày càng tăng khi các đám khói do cháy rừng tại tỉnh Sumatra và Borneo đang lan rộng. Đây được coi là mức độ báo động và không an toàn với sức khỏe của người dân. Thủ tướng Indonesia Najib Razak đã kêu gọi các quốc gia hành động và thực hiện các biện pháp để ứng phó với cháy rừng, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Trước những áp lực từ những lời chỉ trích từ các nước láng giềng, ông cũng chia sẻ quốc gia mình đã làm hết sức có thể và chính Indonesia cũng đang phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng nhất. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Indonesia, công bố ngày 6 tháng 10, tình trạng khói mù do cháy rừng và mùa khô tại Indonesia đã khiến 300.000 người dân nước này bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia, số bệnh nhân bị mắc về bệnh đường hô hấp đã tăng gần 20% sau khi bùng phát đợt cháy rừng tại các đảo Sumatra và Borneo hồi tháng trước. Tỉnh South Sumatra đã ghi nhận số ca nhập viện điều trị bệnh về đường hô hấp cao nhất với hơn 83.000 bệnh nhân. Trước đó, NASA cũng đã cảnh báo Indonesia về mức độ ô nhiễm và cho biết khói bụi có thể sẽ lan rộng ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á.